chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động thương mại dịch vụ. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, nhưng các cửa hàng đã bày bán khá nhiều mặt hàng này. Theo các hộ kinh doanh, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá các mặt hàng năm nay đa số đều tăng khoảng 10%. Trong các mặt hàng trang trí lễ Giáng sinh thì cây thông là sản phẩm thường được mọi người chọn mua. Để linh hoạt với điều kiện kinh tế mùa dịch nên các cửa hàng đã nhập về các mẫu tầm trung có giá khoảng từ 300 đến 800 nghìn đồng một cây. Ngoài ra, các phụ kiện trang trí như dây kim tuyến có giá từ 10 đến 15.000 đồng trên một sợi, vòng nguyệt quế có giá từ 150 đến 200.000 đồng trên một vòng và các món đồ chơi làm quà tặng. Từ đầu tháng 12 năm 2021, giá ga trên thị trường đồng loạt giảm đến 24.500 đồng trên một bình 12 kg. Như vậy, sau 9 lần tăng giá liên tiếp trong năm nay, với tổng mức tăng lên đến 120.000 đồng trên một bình 12 kg, giá ga bán lẻ trong nước đã chính thức giảm giá vào tháng cuối năm 2021. Theo đó, giá bán tối đa đến tay người tiêu dùng đối với ga của Sài Gòn Petro là 454.000 đồng trên một bình 12 kg, ga Pacific City Petro với Mexico Ga giá là 477.000 đồng trên một bình 12 kg. Ga Petrolimex tại Hà Nội đang niêm yết là 448.800 đồng trên một bình 12 kg. Nguyên nhân giá ga giảm là theo đà giảm của giá ga thế giới. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư số 17/2021, trong đó bổ sung quy định tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử, thời gian có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tổ chức phát hành thẻ căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro. Tổng hạn mức giao dịch bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng không quá 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài thanh toán quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên hiện có 107 chợ, 23 siêu thị và hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Các đơn vị này tập trung chủ yếu tại các trung tâm, huyện, thị xã, thành phố, gần các khu công nghiệp. Do đó, việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là rất quan trọng. Điều này sẽ tránh việc lây lan dịch bệnh qua hoạt động của các đơn vị này và tình trạng thiếu hàng thiết yếu hay găm hàng chờ giá. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại thị xã Mỹ Hảo. Chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, nơi có hơn 300 hộ kinh doanh buôn bán thường xuyên. Trung bình mỗi ngày chợ đón trên 1.000 khách đến mua hàng, chủ yếu là người dân địa phương và công nhân trong khu công nghiệp. Với lưu lượng khách đông và đến từ nhiều nơi, nên ban quản lý chợ luôn chủ động duy trì các biện pháp phòng dịch. Ban quản lý chợ chúng tôi là mang loa đi các đường của chợ, phổ biến tuyên truyền cho khách hàng và tiểu thương nắm bắt được để phòng chống dịch. Khách vào trong chợ là phải đeo khẩu trang. Thứ hai là sát khuẩn. Thứ ba là không tụ tập, nhất là chỗ ăn uống đông người. Mua bán cách xa, mua xong thì tự cho khách giải tán ra về. Với các biện pháp phòng dịch chủ động kiểm soát người ra vào ngay tại cổng của ban quản lý chợ Bao Bì đã được người dân nghiêm túc thực hiện và yên tâm khi đến mua hàng tại đây. Ngay từ khi vào cổng chợ thì cũng có người nhắc nhở về việc đeo khẩu trang và sự sát khuẩn khi vào chợ và thực hiện công tác 5K về phòng chống dịch. Người dân khi đi vào chợ thì chấp hành rất nghiêm chỉnh. Không riêng các chợ dân sinh, tại các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn thị xã Mỹ Hào cũng ý thức được việc chủ động phòng tránh dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh hiện nay đang rất là căng thẳng, cho nên là cửa hàng chúng tôi cũng có yêu cầu khách hàng. Thứ nhất là có đeo khẩu trang, thứ hai là khử khuẩn trước khi vào cửa hàng để an toàn cho, thứ nhất là khách hàng, thứ hai là an toàn cho cửa hàng của chúng tôi. Bên cạnh việc nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn thì tại nhiều hộ kinh doanh đã vận dụng phương thức bán hàng online, giao hàng tại nhà để vừa phòng dịch vừa đảm bảo doanh thu. Việc tuân thủ chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh là rất cần thiết, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đồng thời duy trì việc phát triển thương mại dịch vụ. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng chi nhánh tại Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.